Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 126 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 582 Kết Thù Bà Ngọc Quyên là ngươi sao? Thiết ưng quát lên trong mắt tản ra cù hận khắc cốt ghi tâm Ngọc Quyên liếc nhìn hắn khinh thường hư nhẹ Nguyên lai thiết ưng sư huynh không ngờ mà chạy đến tạp dịch phòng thật sự hợp với cái thân phận sắc lang của ngươi mà ta nghĩ trời đất bao la cũng chỉ là một nơi bẩn thỉu như thế mới có thể chứa nạp ngươi bà ngọc quyên chuyện năm đó như thế nào tất cả mọi người lòng giả biết rõ bây giờ ngươi mới chỉ là thần chiếu tứ trọng tu di thế mà có thể giàu tinh anh chắc lại như năm đó dùng thủ đoạn gì chứ thiết ưng cười lạnh nghiến răng nghiến lợi nói ngọc quyên không một chút phật lòng gia gia của ta là thất trưởng lão, vô luận là nội môn thi đấu hay là ngoại môn tỷ thí, ai dám động đến ta? Chỉ có tiểu tử người không biết thời thế, lại coi mình là đệ nhất cao thủ ngoại môn, không nhường chút nào. Bây giờ rơi vào kết quả như vậy, người tự tìm lấy. Thì ra là thế, người rốt cuộc đã thừa nhận đồ kỹ nữ. Thiết ưng, bọn họ là đệ tử tinh anh, đại biểu tinh anh môn tới tuyển chọn đệ tử, có lời gì để sao mới nói. Quỷ hổ chợt quát lệnh một tiếng ngăn cản hắn, sau đó mới nhìn về hai người kia nói, xích phòng sư huynh, các ngươi muốn kiểm tra thế nào, kính xin phân phó. Hai người xích phòng liếc nhìn nhau, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Rất đơn giản thôi, kiểm tra thực lực, tất nhiên là chúng ta phải đích thân động thủ rồi. Các người, ai muốn nhập chủ tinh anh, đều có thể đến đây kiểm tra một phen. Vậy thì tốt, ta tới trước. Hắn vừa dứt lời, trong cái đám người lập tức có một hán tử chủ động báo danh chạy đến đầy vẻ hưng phấn nhưng mà xem tu duy của hắn mọi người liền lắc đầu thở dài người thiên quyền ngũ trọng ngay cả nội môn đều không có tiếng vào nói chi là tin anh bây giờ chạy ra làm gì bất đắc dĩ lắc đầu quỷ hổ gầm thét mã tàm pháo ngươi hồ nháo cái gì ngươi cho rằng ngươi là trác quản gia đùng một tiếng thế mà quỷ hổ còn chưa có mắng hết một tiếng giang thật lớn vang vọng bên tai của tất cả mọi người. Mã tàm pháo như một quả pháo bay mạnh ra xa, đến khi mà rơi xuống mặt đất đã không còn sinh cơ, trong mắt hắn vẫn còn giữ vẻ hưng phấn. Có lẽ trước khi mà hắn chết, đều còn chẳng có hiểu hắn chết như thế nào. Quỷ hổ kinh hãi rụt mắt lại, cứng đờ quay đầu. Nhìn về phía, cái đạo nguyên lực trùng kích truyền đến, thấy xích phong nhếch miệng cười, chậm rãi thu tay về. Ngươi nhìn ta làm gì Trước kia ngươi chưa từng làm sao Quỷ hổ Xích phòng khiêu khích nói Sắc mặt của quỷ hổ hơi trầm xuống Trầm mặt không nói Sâu trong đáy lòng không có lý do nổi lên sự tức giận song quyền bắt đầu nắm lại Khuê Lan thấy vậy mới liền mắng to Xích phòng sư huynh Ngươi quá phận rồi Không phải đã nói kiểm tra thực lực sao Sao mà lại hạ độc thủ vậy Tạp dịch mà thôi còn không có biết tự lượng sức mình, có gì to tát chứ?" Xích Phong khinh thường nói, rồi quay đầu nhìn những người còn lại, cười nhạo nói, "Có ai muốn thử thực lực không?" Các đệ tử rung lên, đều không có tự chủ được, lui về phía sau hai bước. Ánh mắt đầy vẻ kiên dè, hai người kia thật sự là tớ chọn đệ tử tinh anh sao? Lúc này bọn họ đã phát giác được, hai người này không phải là tớ chọn người, rõ ràng là gây chuyện. Ngọc Quyên cười khẽ. Thiết ưng sư huynh, năm đó anh hùng bực nào, danh xưng đệ nhất cao thủ ngoại môn. Sao mà hôm nay giao tạp dịch phòng, trở thành cái tên co đầu rụt cổ vậy? Dũng khí xuất thủ đều không có. Người nói cái gì? Trừng lớn một tiếng, thiết ưng hét lớn, song quyền hung hăng nắm chặt. Đàn bà thúi, đừng có tưởng rằng giao được tinh anh thì mạnh hơn người khác. Lão tử xem chỉ là thiên quyền cảnh, cũng dám điều. Thiết ưng nói còn chưa dứt lời, quỷ hổ đã hét lớn. Thiết ưng, người mê sản sao? Thiên quyền cảnh sao có thể liều với thần chiếu cảnh? Ngươi cho rằng ngươi là trác quản gia sao? Không có biết tự lượng sức mình. Đồng thời nhảy mắt cho hắn, nhắc nhở hắn không có được trúng kế. Quynh đệ, bọn họ đang kích người, không có được mắc lừa. Thiết ưng giật mình, sau khi mà trầm ngâm, liền không còn lên tiếng. Ngọc Quyên đầy trào phúng cười nói, nguyên lai thiết ân sư huynh sợ bà ngọc Quyên ta rồi vậy thế này bản cù nương thấy người hoàng phế ba năm ta không có dùng lực lượng nguyên thần nếu như người còn không có dám ra sân vậy thật là đáng kinh thường đàn bà thúi ngươi đừng có dội đắc ý dứt bỏ trên là cảnh giới chỉ là kém ngũ trọng công lực lão tử chờ như người thiết ưng hét lớn ngay sau đó ôm quyền lẫn tiếng nói bà ngọc quyên thiết ưng xin lĩnh giáo Thấy vậy, bọn người của quỷ hổ bất đặc dĩ thở dài. Ngọc Quyên cùng với Sức Vong liếc nhìn nhau, đều lộ ra một nụ cười giả hoạt. Cái tên mãn phu này rốt cuộc đã mắc cầu. Thiết ưng, đại phóng khí thế, dạch trảo, móc vào vị trí hiểm yếu của đối phương. Ngọc Quyên cũng xuất trưởng, thần chiếu tứ trọng cường đại đè tới. Tuy Thiết ưng, ngay từ đầu ngữ khí rất là cường ngạnh, nhưng mà hắn vẫn hiểu là kém rồi. Ngũ trọng cảnh công lực nếu mà ngạnh nguyên lực, hắn căn bản không phải là đối thủ. Cho nên trong tích tắc, trưởng trảo tương giao, hắn lại rung cổ tay, đổi bắt lấy cổ tay của nàng, hung hăng bóp chặt lại. Tiếng xương đứt gãy, gian lên rõ ràng. Ngọc Quyên ngay lập tức, không có nhịn được kêu gào lên một tiếng, sắc mặt trở nên nhăn nhó. Bọn người quỷ hổ thấy vậy, liền mới ao ào gật đầu tán thưởng, không hổ là người từng là đệ nhất cao thủ ngoại môn, quả nhiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trên thực tế, trên là giữa thiên quyền và thần chiếu, chủ yếu là nguyên lực và nguyên thần. Chỉ cần đối phương không có dùng lực lượng nguyên thần, thiết ưng, tránh xung đột chính diện, hắn vẫn có phần thắng nhất định. Giống như bây giờ, nhất thời hắn đã chiếm thượng phong. Mà xảy ra cái chuyện như vậy làm cho Ngọc Quyên trừng lớn của mắt, trong đôi mắt tản ra nồng đậm sát ý. Một đạo ba động rõ ràng truyền ra. Thiết ưng lập tức đã bị đánh bay ra xa, chỉ cảm thấy đầu óc nổ vàng, thất khiếu chảy ra máu tươi đỏ thẫm Là nguyên thần trùng kích. Khuê Lan co rụt lại, đồng thời phi người lên trước muốn cứu trợ. Nhưng có một bóng người lại xuất hiện, cản trước mặt của hắn, nhất chỉ hung hăng, đâm vào ngực hắn. Khuê Lan phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời bay ngược ra xa, đâm sầm xuống đất. Đến khi mà chống người lên, thấy xích phong cười tà nhìn hắn chăm chọc nói thần chiếu cảnh nào không có cần nguyên thần các ngươi thế mà lại tin tưởng thật là đần như là heo nơi nào có tư cách nhập chủ tinh anh ngươi quê lan phẫn hận quá các ngươi tới tuyển chọn đệ tử là như thế này sao chọn người thôi nào có lý hạ trọng thủ như thế chứ tuyển bạc đệ tử hả một đám tạp dịch vọng tưởng nhúng chàm tinh anh chúng ta chẳng qua đến cạnh cao các ngươi một phen thôi đừng có suy tâm vọng tưởng các ngươi còn không xứng đâu xích phong cười lạnh lộ ra một nụ cười tà ác cùng lúc đó ngọc quyên đạp nhẹ hai bước đuổi tới bên cạnh thiết ưng nhìn thiết ưng bị nguyên thần trọng thương trong mắt của nàng nổi lên vẻ khát máu nhất trưởng đánh tới ngực của hắn quy áp mạnh mẽ xông tới một lần nữa hắn phun ra cuồn cuộn máu tươi nhưng mà đây vẫn chỉ là trưởng phòng ép tới chứ chưa, chưa có trúng hẳn. Nếu một chưởng này thật sự đánh trúng, hẳn nhất định mất mạng. Nguy nàng trước mắt, Nguyệt Linh kịp thời đuổi tới, đối chưởng cùng với Ngọc Quyên. Ngay sau đó, hai người ào ào lui về phía sau. Nguyệt Linh thừa cơ mang thiết ưng rời đi. Ngọc Quyên không có cam lòng muốn truy đuổi. Một bóng người lại dược lên trước nàng, đồng thời thanh năm từ phía trước truyền đến. Giao cho ta, Xích Phong lắc mình xuất hiện trước mặt Nguyệt Linh cùng với thiết ưng, khóe miệng nhếch lên dữ tợn. Liệt diễm trực chỉ hai người. Quyền giai vũ kỹ, đoạn diêm chỉ, các ngươi đi chết đi. Nguyệt Linh quảng hốt trong lòng, đối phương là tà chiếu bát trọng, lại sử xuất quyền giai vũ kỹ, nàng nhất định không có chặn được rồi. Quyền giai vũ kỹ, minh sát quyết. Đúng lúc này, quỷ hổ xuất hiện, đấu chỉ cùng với xích phong ầm một tiếng giang thật lớn quỷ hổ bạch bạch lui về phía sau 10 bước phun ra một ngụm máu tươi xích phong vững vàng đứng tại chỗ không có nhúc nhích tí nào cười nhạo lắc đầu quỷ hổ trước kia ta không phải là đối thủ của ngươi đáng tiếc ta nhập tinh anh sớm hơn ngươi trưởng khống lực lượng từ lâu hơn ngươi rồi lực lượng của ngươi quá phân tán không còn là đối thủ của ta nguyệt linh cùng thiết ưng bị khí thế gia chạm giữa hai người đánh bay ra xa. Một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Quỷ hổ, hai con mắt âm lãnh, cẳng răng nói. Người có ý gì? Cái gì gọi là lực lượng phân tán? Người tâm cảnh vừa tới, đương nhiên không có hiểu rồi. Xích phong khinh thường nói. Trước kia, ngươi đầy một thân sát khí, luôn luôn làm cho ta kiên kỵ. Nhưng mà đến khi vào tinh anh, ta mới biết được. Đó là do ngươi không có hiểu giận dùng sức mạnh, là biểu hiện của kẻ yếu, bây giờ thể nghiệm quả là thế nếu không ngươi cho rằng chỉ là trên lệch nhất trọng cảnh vì sao mà ngươi lại bại dễ dàng như thế quỷ hổ hai con mắt run run trong lòng mắng to vậy mà lại bắt nguồn từ tâm cảnh được rồi ta nể mặt đại trưởng lão không so đo với ngươi nhưng mà chuyện hôm nay tất cả các ngươi nhớ kỹ cho ta là chúng ta tới kiểm tra thực lực của các ngươi các ngươi vậy mà thừa cơ khiêu chiến chúng ta cho nên chúng ta mới không nương tay. Tất cả mọi thứ không có liên quan đến chúng ta. Nếu có người dám nói dớ dẫn, vậy thì... Xích Phong lạnh lùng liếc nhìn mọi người, trong mắt dạt dào sát ý. Chúng đệ tử, tất cả đều sợ hãi rụt rè, không có dám đáp lời. Xích Phong dùng tay lên, lại mấy cái đầu rơi xuống đất. Mọi người giật mình, dỗ dã gật đầu. Thấy vậy, hai người Xích Phong thỏa mãn liếc nhau, cười nhạo liên tục Quỷ hổ dĩ nhiên hận bọn họ đến nghiến răng nghiến lợi nhưng mà lại không thể làm gì. Còn có chuyện thứ hai, thân là tạp dịch, mấy cái thứ đề tiện nhất. Đừng có ý nghĩ nhúng chàm tin anh môn của chúng ta. Nếu không bị giết chết, đừng có quán trời trách đất. Mọi người đều biệt khuất, cúi thấp đầu nhưng mà không dám phản bác. Đệ tử tạp dịch phòng có thể nhập chủ tinh anh là các cung phụng cùng với tông chủ ra quyết định. Nhưng qua cái lần chấn nhiếp này, mọi người không dám có ý nghĩ nhập tin anh môn nữa. Bởi vì là bọn họ biết, chỗ đó không có chào đón bọn họ. Tạp dịch thủy chung là tạp dịch. Một số đệ tử ngoại môn nội môn đến đây đầu nhập vào tạp dịch phòng, bây giờ trong lòng sinh ra một chút hối hận. Tuy là bọn họ được ma bảo cùng linh đan, nhưng mà cuối cùng mất đi cái thứ quý giá nhất, chính là tôn nghiêm. Thân là tạp dịch, trong mắt của đệ tử tinh anh, thủy chung là con kiến hồi. Nhìn phản ứng của tất cả mọi người, hai người xích phong biết mục đích đã đạt được, liền chậm chậm rời khỏi nơi đây. Bọn người quỷ hổ khuê lan, nhìn bóng lưng của bọn họ, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngập trời. Tình anh môn cùng với tạp dịch phòng đã kết xuống cựu quán. Chương 583 Giao cho hắn làm Cứ như vậy, bốn người chúng ta trải qua bao nhiêu là đau quan quyết ảnh bao nhiêu là gian nan hiểm trở mới thật không có dễ dàng trở về từ cõi chết. Trên đại điện nội môn, dương sát, mặt mũi đầy bi phẫn, trong mắt lại có vẻ giật mình lo lắng, nhìn tất cả mọi người, rống to liên tục. Cho nên, vì ngăn ngừa bi kịch một lần nữa phát sinh, chúng ta thân là trưởng lão cung phụng ma sách tòng có trách nhiệm, có nghĩa vụ để cho người thật sự có thể gánh giác chức trách đảm nhiệm nhiệm vụ chấn hưng tông môn tránh cho đệ tử vô tội thương vong. Dương sát nói rất giọng dạc, kéo động nhân tâm. Bọn người của ta vô nguyệt, âm sát nghe mà cũng động lòng, dường như lại nghĩ tới năm tháng lúc trước. Có điều người khác nghe thì lại buồn ngủ, không chỉ là thạch cung phụng, những người phản đối, mà kể cả bạch cung phụng, những người của mình đều là vẻ mặt cứng ngắc chán không có nghe nổi nữa. Cũng không có thể trách cứ bọn họ, dù ngươi có nói dễ nghe mấy đi nữa, nhưng mà người không có thể nói năng liên tiếp mấy canh giờ đều không ngừng nghỉ đi mấy người tà vô nguyệt cùng tham gia song long hộ với người có thể hiểu cảm thông với người mới kiên trì mà nghe tới bây giờ nhưng mà những lão già này đâu có như vậy nghe người thào thào bất tuyệt lâu như vậy tất nhiên là thấy mệt mỏi rồi dương mắt nhìn sắc trời bên ngoài phòng mọi người không có còn gì để nói đã chạng dạng tối rồi cái tên mập mạp này đến cùng có bao nhiêu chuyện muốn nói nữa đây hắn đúng là từ sáng sớm cho tới tận bây giờ thạch cung phụng không có chịu nổi nữa quay đầu nhìn về phía nhị trưởng lão nói ta thấy cũng ổn rồi mình rút lui đi đúng 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 mau rút lui thạch cung phụng cao minh nhị cung phụng vội vã gật đầu hai người bọn chúng chắc đã hoàn thành nhiệm vụ lão phu cũng không có muốn nghe tên này tiếp tục nói dông dài nữa Thạch cung phụng cũng thầm than nhẹ một tiếng, dỗ dàng phất phất tài hét lớn. Dương sát cung phụng, xin dừng lại. Lão phu đã hiểu rồi, đề nghị này đã bị phản đối nhiều như thế, vậy tạm thời gác lại nha, về sau bàn bạc kỹ hơn. Lão phu thấy sắc trời đã tối, không bằng là mọi người trở về thật tốt, suy nghĩ một phen trước, ngày khác lại thường thảo tiếp. Hắn vừa nói xong, lập tức có người lên tiếng phụ họa. Thạch cung phụng nói phải, Chúng ta cứ tranh mãi như thế, quả không phải là cách hay. Không có giải quyết được vấn đề, không bằng là mỗi người trở về đi, lại cẩn thận tinh tế, suy nghĩ là một phen càng tốt hơn. Mà lại không có chỉ là nhân mã bên thạch cung phụng, cho dù là bạch cung phụng cũng đã cực lực vỗ tay đồng tình. Cảm thấy đề nghị này thật sự là một câu tiếng người duy nhất trong hôm nay. Dương sát hơi chậm lại, sắc mặt lập tức trầm xuống, lòng đầy không vui nói làm sao mà mỗi lần đều là như vậy ta còn chưa có nói xong một nữa thạch cung phụng cười khan vậy là được rồi dương sát cung phụng truyền đạt được tâm ý là được rồi không cần phải nói hết chúng ta vẫn hiểu mà tóm lại nghe dương sát cung phụng lão hủ thắng được 10 năm đọc sách đó rồi hướng sang tà vô nguyệt cúi đầu cười nói tông chủ hôm nay xem ra lão phu đường đột nếu không chuyện gì khác hội nghị này có thể kết thúc rồi sự vụ tạp dịch phòng ngày khác chúng ta thương thảo cũng không có muộn nha ta vô nguyệt hồ nghi nhìn hắn nhưng mà không đoán ra được điều gì chỉ có thể gật đầu thản nhiên nói thạch cung phụng đã nói như thế vậy thì cứ thế đi chỉ cần lần tiếp theo nếu không có việc gì lớn thì cũng không có nên tùy tiện gõ chuông dù sao tổ chức hội nghị nội môn là chức trách của tông chủ dần 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 lão phu nhất định ghi nhớ Thạch Cung Phụng biết đây là tà Du nguyệt nói móc hắn, không khỏi thầm giận, nhưng mà vẫn liên tục gật đầu. Tiếp đó, Thạch Cung Phụng cùng với một đám nhân mã rời đi. Tà du nguyệt nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cuối cùng, trong đại điện chỉ còn lại có tà vô nguyệt, Bạch Cung Phụng cùng với người của mình. Bạch Cung Phụng cười nhạo nói, không ngờ Thạch Cung Phụng cũng có lúc phải ăn quả đắng, thật sự là hả hề. Âm sát vỗ vỗ vai dương sát cười nói còn không phải nhờ của dương sát cứ mãi lầm bà lẩm bẩm mới mài chết cái lão nhi này nếu không không biết còn phải dây dưa đến lúc nào nữa dương sát liền không vui nói lão tử làm bà lầm bầm lúc nào hắn rõ ràng là đuối lý bị khí thế chính nghĩa của chúng ta chấn nhiếp ta còn rất nhiều lời giáo quấn hắn mà chưa có nói đây các người phải nghe ta nói tiếp đi quỷ sát mới dạ khoát tay bật cười Đừng 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 Ngươi để dành cho đảo nhi kia nghe đi Hôm nay chúng ta đã đủ khổ lắm rồi Những người còn lại Cũng vội vã gật đầu Sợ cái tên mập này đại khai sát giới Sắc mặt của dương sát trầm xuống Trong lòng phiền muộn Chẳng lẽ không có ai có thể cảm nhận được Tư thái hiên ngang lẫm liệt của hắn sao Chỉ có tà vô nguyệt vẫn nhíu mài thì thào Kỳ quái Thạch cung phụng hôm nay bị sao vậy Biết rõ không có thể làm gì lại vẫn cứ từ tốn thời gian đến đây, không có giống như tác phong đa mưu túc trí ngày thường của hắn. Đây có lẽ hắn đến ra vẻ mà thôi, dương sát cười mỉa. Bạch Cung Phụng nói, lão gia quả kia còn tưởng rằng vẫn là đứng đầu nội môn đây, hắn chỉ không có ngờ vật đã đổi sao đã dời. Đang lúc mọi người trò chuyện vui vẻ, một bóng người xinh đẹp xuất hiện, ôm quyền không người nói đệ tử tạp dịch phòng Nguyệt Linh thỉnh cầu ý kiến tông chủ và sư phụ. Nhà đầu này sao mà lại đến đây? Bạch Cung Phụng quay đầu nhìn Tà Du Nguyệt. Sự bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Tà Du Nguyệt liền nói, vào đi. Nguyệt Linh dỗ giả vào đại điện, nhìn mọi người ôm quyền không người nói. Tông chủ, sư phụ, đệ tử tinh anh môn đến tạp dịch phòng quấy rối, còn trọng thương giết chết rất là nhiều người cảnh cáo chúng ta chớ có bước vào tinh anh nửa bước, nếu không ngày sau khó lường. Mọi người nghe vậy giật mình liếc nhìn nhau. Dương sát sau khi mà sững sờ liền tức hỗn hển dơ chân nói Là ai? Cái thằng nhảy con nào to gan như vậy dám tùy tiện đến tạp dịch phòng mà giết người? Có quỳ cũ hay không vậy? Khởi bẩm cung phụng đại nhân là hai người Xích Ngọc và Ngọc Quyên. Nguyệt Linh vội dặn nói Mọi người một phen kinh ngạc Ngọc Quyên chính là cháu gái của thất trưởng lão, mà Xích Phong thì là cháu trai của nhị trưởng lão. Hai người này đều là người của Thạch Cung Phụng. Cháu trai, cháu gái của bọn họ xuất thủ, tất nhiên là do bọn họ sai xử rồi. Ta vô nguyệt khẽ hiếp mắt, cuối cùng thở dài nói, hay cho một chiêu dương đồng kích Tây. thừa dịp đại cung phụng bế quan lại tự ý tổ chức hội nghị nội môn kéo chân của chúng ta, đồng thời cho hai tên tiểu bối xuất thủ, kết xuống cừu quán giữa Tinh Anh môn cùng với tạp dịch phòng. Cứ như vậy, Tinh Anh tuyển bạc tại tạp dịch phòng sẽ rất khó tiến hành, nội môn vẫn sẽ giữ được địa vị. Bọn họ không có cho chọn thì không sao, lo liệu việc Tinh Anh môn là do ba người chúng ta. Dương Sát hừ nhẹ nói, Quỷ Sát khẽ lắc đầu nhíu mày, việc này không có quan hệ cao tầng chúng ta quyết định mà chính là vấn đề các đệ tử tạp dịch phòng có nguyện ý tiến vào tinh anh không? Ngươi thử nghĩ xem, phàm là người có ai không có ngạo khí bị người ta đến tận cửa làm nhục vậy? Đâu có ai còn mặt mũi, ưỡng nghiêm cái mặt vào tinh anh. Mà những người không có thèm giữ tư thái, phần lớn là cỏ đầu tường, vốn không có tư cách nhập tinh anh. Cứ như vậy, chúng ta tại tạp dịch phòng, khả năng ngay cả một người đều không có chọn được. Con bà nó, hai cái tiểu quỷ dám làm hỏng đại kế của lão tử lão tử phải đi giáo quấn bọn chúng một phen dương sát nghe vậy liền trừng mắt lên đồng thời quay người muốn đi tính sổ nhưng mà hắn chưa có đi được mấy bước tà vô nguyệt gọi hắn lại vô dụng thôi bọn họ đã dám tùy ý làm như thế nhất định đã sớm tìm xong cái cớ tốt rồi đúng rồi bọn họ đến tập dịch phòng quấy rối là cớ gì khởi bẩm tông chủ bọn họ là đại biểu tinh anh môn kiểm tra thực lực đệ tử sau đó lấy lý do đệ tử thừa cơ khiêu chiến cùng với bọn họ cho nên bọn họ xuất thủ kích thương đánh chết rất nhiều người nguyệt linh khom người bẩm báo ta vô nguyệt khẽ gật đầu thản nhiên nói lúc đó tại tạp dịch phòng chỉ có hai người bọn họ không có phe nhân mã thứ ba chính là ông nói ông có lý bà nói bà có lý tăng thêm thạch cung phụng làm cái chỗ dựa truy cứu ra, không nói rõ được, không có tả rõ được, chúng ta không có thể làm gì bọn họ. Sơ hở duy nhất là cái cớ đến tạp dịch phòng, thay mặt tình anh môn kiểm tra đệ tử tạp dịch phòng. À, đúng rồi, ba người các ngươi có từng dặn dò bọn họ về việc này không? Ta Du Nguyệt nhìn về phía ba người dương sát, âm sát, quỷ sát đều nhàn nhạt lắc đầu. Chỉ có dương sát nhèo mắt, chột dạ nghiêng đầu, không có dám nhìn mọi người quả nhiên là có kỳ quặc xem ra lý do này đã bị bọn họ ngồi vững rồi ta vô nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói âm sát quỷ sát thấy vậy nhướng mày chất vấn dương sát người nói cái gì với mấy cái tên tiểu quỷ đó hả cũng không có dội ngọc Quyên nũng nịu với ta nói là muốn thay chúng ta đi khảo sát thực lực của đệ tử sát nhập tinh anh trước thực hiện nghĩa vụ sư tỷ Lúc đó ta coi như nói đùa cho nên hùa theo đáp ứng. Ai ngờ? Đần độn. Mọi người đều sắc mặt nặng nề, lắc đầu thở dài. Âm sát ngưng trọng nói. Bây giờ tin anh môn đã chơi cứng rồi. Chúng ta không có tiện xuất thủ với hai tên tiểu quỷ nên làm thế nào đây? Trác phàm đâu chứ? Sao mà thời gian này không có thấy hắn lộ diện vậy? Ta du nguyệt, không có trả lời hắn, khoan thai hỏi. Bạch Cung Phụng nghe thế liền khom người nói Hắn hình như có việc cần phải xử lý Đã nhiều ngày không có thấy bóng dáng rồi Ta vô nguyệt cười lạnh Vậy thì kêu hắn trở về Để cho hắn đi làm đi Loại chuyện sử dụng quy tắc tới sinh sự này Hắn mạnh hơn cái đám người thạch cung phụng rất nhiều Nói xong Khoan thai quay người rời đi Chỉ để lại có mọi người nghi ngờ Đứng chỗ đó Đều thấy là rất kỳ lạ Trác phàm dù thiên phú hơn người nhưng mà trong tông lại chỉ là một tên đệ tử. Chẳng lẽ cái chuyện mà trưởng lão cung phụng bọn họ khó giải quyết, hắn có thể giải quyết sao? Đối phương không chỉ đơn giản là hai tên đệ tử tinh anh, mà còn có hai lão đầu tử ở phía sau bọn họ đó. Chương 584 Xuất Quang Trong sơn động tĩnh mịch, bên trong đã là một vùng phế tích, lộn xộn không có chịu nổi rồi. Trác phàm lặng lặng ngồi trên đất, khoanh chân tĩnh khí, trên mặt không còn vẻ thống khổ. Qua nhiều ngày ma sát, Trác Phàm quyết tử đấu tranh cùng với Cửu Thiên Long Khí, cuối cùng Trác Phàm thắng lợi kết thúc, mai sạch những cái lòng khí nóng nảy. Giờ khắc này, Trác Phàm đang từng bước áp súc sức mạnh thành thức mênh mông tại cái nơi trung tâm nhất. Cửu Thiên Long Khí quay quanh, quấn quanh lấy nhau như sắp muốn hợp lại làm một thể. Từng cái đám mây ngũ sắc như là từng tầng lụa mỏng bao phủ lấy chúng nó thần thức của trác phàm đè ép chúng chậm rãi dung hợp vào đột nhiên một trận không gian ba động mây ngũ sắc phát ra đạo đạo hào quang ống ánh tiếp đó nó sinh ra một cổ hấp lực cường đại chúng điên cuồng tràn ra của chỗ quan mang kia đến sau cùng toàn bộ thức hại của trác phàm yên tĩnh lại bỗng dưng một tiếng lông ngâm chấn thiên triệt địa vang lên trong đầu của trác phàm một luồng ánh sáng xuất hiện bao phủ một cái vùng không gian lớn. Bốn lòng trảo xuất hiện từ trong cái luồng sáng, ngay sau đó toàn bộ lòng thần mở ra. Một con cự long dài mấy trăm trượng xuất hiện trong đầu của hắn, gào rú không ngừng. Cùng lúc đó, các Phàm mở hai con mắt, trong mắt lấp lóe tinh quang, mắt của hắn trông như mắt rồng, hắn cũng ngửa mặt lên trời rống lớn lên một tiếng, long uy cường đại của tán bốn phương tám hướng, những cái nơi đi qua hết thảy đều dở nát. Cho dù là khu dinh lĩnh vực cũng xảy ra đại rung động. Năm vị trưởng lão hơi rung rung người trong lòng hoảng sợ. Lưỡi trưởng lão nhìn viên lão nói Đây chính là quy lực của thiên long thần hồn. Không ngờ vừa mới ngân tụ thành công đã bá đạo vậy rồi. Khu dinh kết giới của chúng ta nếu không có địa long thần hồn của ngài gia trì một đòn vừa rồi ta sợ xuất hiện cái chỗ sơ xuất tiểu tử này khiến cho người ta ngạc nhiên. Đương nhiên rồi, cho dù lão phu lần đầu tiếp xúc với thiên long hồn, cũng không có ngờ nó mạnh vậy. Duyên lão vui mừng gật đầu. Bên trong động, trác phàm hoàn toàn không có biết chuyện gì bên ngoài. Sau một tiếng rống lớn, hắn yên tĩnh trở lại, cẩn thận cảm giác biến qua của mình. Trong ốc của hắn, thần long ngũ sắc, đảo đôi mắt rồng to lớn, quan sát cảnh tượng sơn động đây chính là trác phàm cũng chính là thần lòng trác phàm giờ khắc này cự lòng triệt để qua là một thể với thần thức của trác phàm trở thành một nơi nguyên thần hắn tại dị nói cách khác cho dù thân thể của hắn quỷ nhưng mà thần hồn còn hắn vẫn có thể đoạt xá trọng sinh đây chính là thần thông môn của riêng quá hư cảnh mà lại quy lực thần hồn của hắn phải cường hãn hơn lực lượng nguyên thần của thần chiếu cảnh rất nhiều đây tương đương mặc cho nguyên thần một tầng khô giáp bình thường thần chiếu cảnh so với quá hư cảnh chính là trẻ em ba tuổi so với đại hán có điều chắc không ai nghĩ tới quái thai trác phàm này thân thể là trẻ em ba tuổi lực lượng lại là của đại hán tu vi thần chiếu nhất trọng cảnh thần hồn quá hư nhất trọng cảnh lão tử quả nhiên là đồ biến thái rồi trác phàm bật cười ngay cả chính hắn cũng không có thể ngờ lần này đột phá lại xuất hiện cái chuyện quỷ dị như vậy. Có điều suy nghĩ kỹ lại một chút, trước kia mình có bao giờ đi con đường phàm nhân đâu, liền không có còn mấy ngạc nhiên. Đột nhiên lại có một trận không gian ba động, trát phàm giật mình, còn chưa có ý thức được chuyện gì xảy ra, thì từ cái dùng đan điền của hắn, một đạo hồng sắc phát tán ra ngoài. Những nơi nó đi qua, dạng vật mục nát tan rã, sau đó hóa thành một bãi chất lỏng sền sệt. Trác Phàm kinh hãi rất lấy làm kỳ lạ, mới dội vàng tĩnh tâm quan sát, liền phát hiện mượn cái lần này đột phá, quyết anh trong cơ thể của hắn cũng thuận lợi đột phá đến thần chiếu cảnh. Quyết anh là thiên địa tinh linh, bây giờ đạt được tu di thần chiếu cảnh, lực lượng nguyên thần càng mạnh đến đáng sợ, mạnh hơn thần chiếu cảnh bình thường tới mấy chục lần. Cho dù là đối mặt với quá hư cảnh công kích thần hồn, quyết anh nguyên thần trùng kích cũng đủ để quá thành một thanh quyết nhận xé nát công kích thần hồn kia. Loại ma vật như quyết anh quả nhiên tu vi càng tăng càng kinh khủng. Đây chính là lý do vì sao lúc trước quyết ma lão tổ chỉ là thánh giả, tại thánh vực lại trâu bò như vậy. Nghĩ tới đây, Trác Phàm càng thêm kinh hỉ. Kể từ đó, hắn cho dù phải đối đầu với quá hư cũng không có còn phải sợ hãi. Đã có lòng hồn lại có quyết anh âm thầm hạ thủ chỉ cần không phải là đối thủ quá mạnh đơn đã độc đấu hắn phải sợ người nào bên ngoài sơn động viên lão thu hồi địa long hồn về thể nội cười khẽ nói không có vấn đề nữa rồi thiên long thần hồn đã ngưng tụ chúng ta có thể triệt để rút kết giới này dần năm người cùng gật đầu bọn họ vừa mới động thủ triệt hồi kết giới tâm tình đang lúc buông lỏng thì có một đạo hồng sắc ba động chợt lóe qua, xông vào kết giới, khiến cho bọn họ lão đảo cả người, khí tức hỗn loạn. Lưỡi trưởng lão run run, cổ họng giống như bị cái gì đó chặn lại, nói không nên lời. Viên lão kinh nghi nói: "Sao vậy, lưỡi trưởng lão?" Tiểu tử này vừa phóng ra một nguyên thần trùng kích, chúng ta không có chú ý bị hắn chấn rồi. Lưỡi trưởng lão cười khổ nói, đồng thời sắc mặt trở nên quái dị, Viên lão cười lắc đầu. Không có gì đáng ngại, vừa mới ngưng tụ ra thiên long thần hồn, chắc là tò mò, thử một phen thôi. Không, không phải là như vậy. Lưỡi trưởng lão lắc đầu, khó hiểu nói. Tiểu tử này hai lần nguyên thần trùng kích, khí tức của cả hai đều hoàn toàn khác nhau. Lần thứ nhất thì đại khí rộng rãi, xác thực giống như thiên long thần hồn phát ra. Nhưng mà lần thứ hai lại phát ra âm tà chi khí chính là cực âm chi lực tàn nhẫn dị thường đây không có đơn giản là hai loại khác biệt nguyên thần mà là hai loại lực lượng nguyên thần đối nghịch thái cực cái gì viên lão rung động rồi lập tức sa vào trong trầm tư hai loại lực lượng nguyên thần khác biệt chẳng lẽ trên thân của tiểu tử này còn cất giấu bí mật sao lúc này lại có một tiếng gian thật lớn từ trong hang núi kia truyền ra Cô dinh ngũ lão hung hăng run run thân thể sau đó mới vội vã lùi lại năm bước hoảng sợ quay đầu nhìn về phía trước mặt mắt mũi miệng mỗi trưởng lão đều dùng phương thức của riêng mình biểu hiện ra vẻ kinh ngạc viên lão khẩn cấp hỏi mấy người các ngươi lại sao vậy lưỡi trưởng lão không có trả lời phải thật lâu sau lưỡi trưởng lão mới dị thường không có lưu loát nói khu dinh lĩnh vực đã bị tiểu tử này phá rồi viên lão kinh hãi thốt lên sao có thể năm người này đều là quá hư tứ trọng năm người liên thủ càng là có thể đối phó quá hư lục thất trọng tu giả khô dinh lĩnh vực làm sao có thể dễ dàng như thế đã bị phá chứ dù là thiên lòng thần hồn nhưng mới chỉ vừa ngưng tụ ra không có khả năng mạnh đến mức này tiểu tử kia trên người người đến cũng có bao nhiêu bí mật vậy chứ nhìn sơn động kia viên lão cảm thán trong sơn động trác phàm kinh ngạc đến ngay người bởi vì vị trí bây giờ của hắn đã không thể gọi là sơn động mà chính là một chân không lĩnh vực lấy hắn làm tâm điểm trong vòng một trăm thước tất cả mọi thứ toàn bộ đã hóa thành bột mịn toàn bộ không gian đều đang không có ngừng chấn động hết thảy sự vật chỉ cần xâm nhập không gian liền sẽ bị hủy diệt hoàn toàn không minh thần đồng tầng thứ tư tuyệt đối lĩnh vực hư không chấn trong đồng tử phải bốn cái vòng tròn kim sắc đang lấp lóe ngừng kết thiên long thần hồn quyết anh đột phá lực lượng nguyên thần của trác phàm vượt qua một bậc thang mới giúp cho hắn một cách tự nhiên luyện thành không minh thần đồng tầng thứ tư đây là một chiêu công phòng nhất thể thần thông nếu gặp phải nguy hiểm chỉ cần sử suốt cái chiêu này trong vòng một trăm thước không gian sẽ bị kịch liệt chấn động cả người lẫn vật đều không có tại không ai dám tới gần đồng thời có thể bất ngờ công kích đối phương. Dù ngươi có thiên quân dạng mã, nhưng mà cũng không thể tới gần ta mãi mãi. Quy năng cùng với quy danh của thiên đế năm đó không phải không có lý do. Trác Phàm mỉm cười tự tin, cảm thấy càng có thêm lực lượng. Bây giờ hắn có nhiều thủ đoạn đối phó với cao thủ, sự an toàn càng được bảo hộ, rốt cuộc có thể không cần sợ đầu sợ đuôi. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được đạo kết giới đã bị hắn hư không chấn, trực tiếp bị đánh tan, quả thật là quy lực vô biên. Chỉ cần trong vòng 100 thước xung quanh, hắn chính là chúa tể, ai có thể đánh với hắn. Không hổ là thần thông được đại cao thủ đế cấp ngộ ra, mỗi một chiêu đều là bá khí. Điều đầy tinh diệu như thế có thể chấp chưởng thiên hạ. Trác phàm cười lỡ một tiếng, sải bước đi ra ngoài, xem như triệt để xuất quang. Có điều lúc hắn đến, đây là một sơn động được bố trí tỉ mỉ, nhưng mà lúc rời đi, nơi này chỉ có thể coi là đồng bằng. Bởi vì tất cả mọi thứ đều đã bị hắn chấn cho tiêu tán, quá thành hư vô. Chương 585 Tức giận Trác quản gia, ngươi rốt cuộc xuất quan rồi, chúc mừng, chúc mừng, chắc hẳn là đột phá thuận lợi chứ. Trác phàm mới đi ra khỏi sơn động, Diên lão không biết từ cái chỗ nào xong tới, ôm quyền cung chúc. Trác phàm cứ như chẳng có chuyện gì phát sinh, khẽ gật đầu cười nói: "Đúng vậy, nhờ có ngươi tìm cho ta một chỗ tốt, giúp cho ta thuận lợi đột phá, nếu không ta sợ sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái." Diên lão sững sờ, ánh mắt kỳ quái nhìn hắn rồi mới cười nói: "Trác quản gia, chẳng lẽ ngài không có muốn hỏi mấy ngày nay phát sinh chuyện gì, như là kết giới đã che chở cho ngài?" lấy ánh mắt người hẳn là có thể nhìn ra đây không phải là trận pháp. Đúng vậy, ta nhìn ra mà làm sao? Vậy ngài không có biết nguyên do sao? Không nghĩ làm sao cả. Trác phàm lạnh nhạt nói. Thấy vậy, viên lão càng ngây người, chợt cười khổ lắc đầu. Lão hủ còn tưởng rằng chuyện thứ nhất trác quản gia làm sau khi mà xuất quan là trói lão hủ lại, bức khỏi đầu đuôi cái chuyện này. Lão hủ đều đã nghĩ kỹ lý do rồi, không có ngờ trác quản gia lại không quan tâm chút nào để cho tiểu lão nhân mệt mỏi cả đầu óc trác phàm cười lớn ta liền biết ngươi sẽ tìm được cái cớ thật hay mà hỏi như vậy không bằng không hỏi rồi mới thở sau một hơi sâu xa nói viên lão thật ta cảm thấy thu hoạch lớn nhất khi đến ma sách tông chính là quen biết với người trong quá trình đàm kinh luận đạo với người xác thực có rất nhiều điều cảm ngộ hơn nữa còn lĩnh ngộ tứ đại cảnh giới của nhân sinh. Tứ đại cảnh giới sao? Duyên lão sáng mắt lên, hơi nổi hứng thú. Trác Phàm gật đầu nói, nhân sinh đệ nhất trọng cảnh giới, không biết có đúng không, cũng không biết nguyên cớ, chỉ có hồ đồ mơ hồ. Tầng cảnh giới thứ hai, biết rõ không sai, lại không biết tột cùng như thế nào, tự cho là đúng, cuồng ngạo vô biên. Tầng cảnh giới thứ ba, biết rõ không sai, biết rõ nguyên cớ, nhìn thấu hết thảy tâm lại càng khổ tầng cảnh giới thứ tư không biết không sai lại biết rõ nguyên cớ chính là sáng mắt sáng lòng nhưng mà lại hồ đồ khó có được nghe vậy sắc mặt của viên lão trở nên nghiêm túc sau phút chốc trầm ngâm thì mới gật đầu trác phàm một lần nữa cười nói viên lão trước kia ta chỉ dừng tại tầng cảnh giới thứ ba tâm quá nặng cảm giác thiên địa phụ vào một thân không dám đi sai bước nhằm một bước bị rất nhiều cản trở dễ dàng rơi vào mê giọng bây giờ ta xem như sờ đến tầng thứ tư mặc kệ ngươi là người phương nào thân dị gì mục đích gì chỉ cần biết rằng ngươi không có ảnh hưởng đến ta là đủ rồi mà lại những cái người bố trận kia là ai ta cũng không có muốn biết nếu không bọn họ lần này giúp ta hộ pháp ta xem như nợ bọn họ nhân tình vô cùng lớn nếu ta không biết thân phận của bọn họ sẽ không cần phải nợ rồi. Duyên lão cười cười lắc đầu, người nghĩ hay lắm. Tán thượng nói, trác phàm, ngươi quả nhiên là ngộ tính cực cao, âm mưu quỷ kế đều đủ, nhưng mà ngươi mặc dù lành nghề, lại chỉ là một số tiểu mưu kế, tiểu thủ đoạn thôi, cuối cùng không có thoát khỏi thế gian phồn qua, cuối cùng chỉ là công giả tràng. Có thể lĩnh hội nhân sinh, đạp vào đại đạo mới là đại trí tuệ. Trác quản gia, ngươi rốt cuộc nhập đạo, lấy từ chất của ngươi, thành tựu tương lai, tất không có ai bị được. Nhận các ngôn của ngài, vậy sau này ngài sẽ còn tiếp tục giúp ta chứ? Đương nhiên rồi, ngươi là hy vọng của ma sách tông chúng ta, vô luận thế nào, lão phu sẽ ủng hộ ngươi đến cùng. Duyên lão nói năng có khi phách, một già một trẻ lại được một phen rộng mở nội tâm, tuy là mỗi người có rất nhiều tính toán cùng cất dấu riêng, nhưng đây đã là tận khả năng thẳng thắn với nhau. Nửa canh giờ sau, hai người sống dài đi đến nơi trọng yếu nhất trong tinh anh tạp dịch phòng. Chính nghĩa trang phía sau núi, chỉ là một trang diện quạnh quẻ tại nơi này làm cho Trác Phạm sững sờ. Chủ này làm sao vậy? Làm sao mà trước trận môn có mỗi ba năm người tiến hành khảo nghiệm thế này? Mới được có mấy ngày, đám tiểu tử này chẳng còn lại chút nhiệt tình nào sao. Lười biến như thế, sao có thể đạp vào đỉnh phong của nhân sinh? Trác Phàm nghi hoặc, nhìn về phía viên lão. Viên lão không có hiểu, nhăn mày lại, vuốt râu suy nghĩ. Đúng lúc này, Khuê Cương cùng như Nguyệt Nhi thấy Trác Phàm xuất hiện, dỗ dã chạy tới. Sư phụ, ngài rốt cuộc đã trở về. Chỗ này là sao? Ta mới rời khỏi có mấy ngày, nơi này sao mà lại yên ắng vậy? Trác Phàm cao mày nói. Hai người nhìn nhau, chỉ biết thở dài một hơi, sau đó mới kể lại chuyện mấy người tin anh môn, đến gây chuyện. Đến sau cùng, Khuê Cương tức giận nắm chặt quyền cắn răng nói. Lúc đó, ta và Nguyệt Nhi đều không có mặt. Nếu không, hắn dám đã thương phụ thân ta, ta nhất định... Trác Phàm hư nhẹ. Nhất định cái gì? Nhiều lắm là bỏ mạng mà thôi. Đừng có tưởng rằng có một thân cửu phẩm ma bảo là có thể chống lại thần chiếu bác trọng thực lực mạnh yếu cuối cùng vẫn quyết định bởi tự thân. Tùy giáo quấn cái tên đồ đệ không biết tự lượng sức mình, nhưng trong mắt vẫn lóe lên sát ý. Nguyệt Nhi ai tháng một tiếng. Sư phụ, thời gian gần đây, lòng tự trọng của đệ tử tạp dịch phòng bị đả kích quá lớn. Nhưng mà đệ tử ngoại môn nội môn còn rất hối hận vì đến chỗ của chúng ta. Cái này rất bình thường, bị người ta đánh thẳng vào trong mặt, lại chẳng có thể làm gì ai lại không có lúc quể hoải trác phàm hư lạnh nói các ngươi nghe kỹ cho ta bây giờ viết thư đi mời ba cái vị cung phụng tinh anh môn đến ta muốn yến khách bồi tội nguyệt nhi kỳ quái nói yến khách bồi tội nhưng mà tội gì bọn họ không phải là nói chúng ta khiêu chiến trước bọn họ mới ra tay sao Vậy thì chúng ta tất nhiên phải đi bồi tội rồi Mà lại vì biểu hiện thánh ý ta sẽ ngay trên yến hội giao cho bọn họ ma bảo. Còn nữa, phòng trưởng lão cùng với cung phụng tạp dịch, tất cả đều phải đi. Nếu không, danh ngạch tạp dịch phòng nhập chủ tinh anh sẽ thiếu đấy. Khuê Cương nghe vậy liền nổi lửa. Cái gì? Rõ ràng bọn họ gây chuyện trước, vì sao mà chúng ta phải thiết yến bồi tối? Tuy chúng ta là tạp dịch phòng, nhưng mà không có còn là tạp dịch phòng lúc trước. Bây giờ, đệ tử nội môn thấy chúng ta còn phải coi trọng mấy phần dựa vào cái gì chúng ta phải sợ chứ trác phàm phi cười một tiếng gõ đầu của tên tiểu tử ngốc này sau đó nhìn về phía viên lão nói nhìn thấy chưa nhân sinh cảnh giới tầng thứ hai biết rõ không sai lại không có biết như thế nào tự cho là đúng cuồng ngạo vô biên viên lão cười gật đầu trong đôi mắt già hiện lên vẻ thâm thúy khuê cường thấy vậy thì rất kỳ lạ hai người này chơi cái trò bí hiểm gì đây? Còn đứng đờ ra đó làm gì không mau đi đi? Nơi này là do ngư chủ sự hay là do ta? Trác Phàm đạm mặt nói. Trong lòng có 10.000 cái không có tình nguyện, nhưng mà dù sao là sư phụ phân phó, Khuê Cương ôm quyền, mang Nguyệt Nhi cũng không có tình nguyện rời đi. Nhìn hai người dần dần đi xa, viên lão mỉm cười nói. Trác quản gia, vừa mới rồi lão phu còn nói, Ngài đạp vào đại đạo, mở ra đại trí tuệ, vậy mà bây giờ Ngài lại đùa nghịch tiểu thủ đoạn. Hồng môn yến này chắc sẽ rất quyết tin đây. Đại trí tuệ dùng để đi đường chính, tiểu thủ đoạn thì dùng đến để mà đánh những yêu ma quỷ quái. Lúc trước ta làm việc khiêm tốn, bất quá kiên kỵ cái chỗ này, quá hư cao thủ, xuất hiện lớp lớp thôi. Bây giờ ta kiên kỵ cái thằng cha đó, dám đụng đến người của ta, đúng là muốn chết rồi toàn thân của Trác Phàm nổi lên sát khí, giống như là gian hải ngập trời dũng mãnh, tràn ngập bốn phía. Một số đệ tử đang chuẩn bị tiến vào của trận môn khảo nghiệm, vừa mới nâng lên một chân, còn chưa có bước vào, thân thể thình lình rung lên, bị sát khí mãnh liệt ảnh hưởng mà ngất luôn. Duyên lão gật đầu, đây chính là sự khác nhau giữa trác phàm và quỷ hổ. Quỷ hổ lực lượng không có tập trung, sát khí tuy nặng, lại du mà không có ngưng, trong mắt chân chính của cao thủ, hắn chính là sơ hở khắp nơi. Nhưng mà trác phàm hoàn toàn khác biệt. Ngày bình thường, thu liễm sát khí, trông giống y hệt là người bình thường. Nhưng một khi mà hắn xuất thủ, luôn sát khí này lập tức ngưng tụ như thật. Giống như trường gian ngập trời, dây lát liền có thể bao phủ lấy người ta. Rốt cuộc nhìn thấy người tức giận, cái này nói rõ người đối với nơi này vẫn là khá để bụng đó. Tốt lắm, thật tốt đại náo một trận đi, lão phu nhất định ủng hộ ngươi. Viên lão, ánh mắt thầm thúy, nở nụ cười lạnh nhạt. Một nơi khác, trong đại điện của tông chủ, Minh Phủ Tam Sát và Tà Du Nguyệt đang thương thảo xử trí vấn đề hai người đệ tử như thế nào. Bởi vì sau lưng của bọn họ có nhị trưởng lão cùng với thất trưởng lão chống đỡ, còn có thạch cung phụng làm chỗ dựa. Dưới tình cảnh không có chứng cứ xác đáng, bọn họ không có thể làm gì. Lúc này Khuê Cương xuất hiện ngoài điện, dâng lên một thiếp mời yến hội. Điều này làm cho bốn người cảm thấy ngoài ý muốn, chân tướng mọi chuyện như thế nào, bọn họ không phải là không biết. Bồi tội cái gì chứ? Tiểu tử này đang làm cái gì vậy? Dương sát khó hiểu nói, âm sát suy đoán, chẳng lẽ là muốn hòa quản bầu không khí? Đụng một tiếng, dương sát hung hăng dỗ bàn, tức hổn hển nói, dù có hòa quản cũng không có thể thấp kém vậy chứ. Đây không phải là tự làm mất mặt sao, để cho đám người của nội môn kia chế diễu sao. Trước kia ta còn tưởng rằng tiểu tử này là một nhân tài, không ngờ nhút nhát như thế, dù thực lực mạnh thì có ích lợi gì, khó thành đại khí. Chỉ cô tà du nguyệt, hiếp mắt lại, cười khẽ một tiếng, có vẻ đã nghĩ được đến nguyên do, bèn thản nhiên nói. Tính tình của tiểu tử như thế nào, ta biết, chắc chắn xảy ra đại sự rồi, hắn lập bồi tội yến là muốn tốt cho các người để cho các ngươi có thể không đếm xỉa đến các ngươi đừng có phụ hảo ý của người ta huống hồ người ta còn muốn đưa ma bảo đó còn nữa mới thêm cả nhị trưởng lão thất trưởng lão nếu bồi tội người trong cuộc tất nhiên không có thể không để ý nghe thế ba người chợt sửng sốt dương sát kỳ lạ nói người có ý gì thật là muốn hòa quản không khí sao nếu thật là bồi tội yến, vậy thì chúng ta có lý gì xử trí hai cái đứa nhãi con kia? Đã bồi tội rồi thì còn xử trí cái gì chứ? Chuyện này không cần các người quan tâm, chỉ là không biết tên tiểu tử kia làm lớn như vậy, hắn sẽ phải thu xếp như thế nào, chắc sẽ không phải để cho ta ra tay chứ. Chương 586: Bồi tội yến. Trong một tiểu sơn cốc ngày bình thường vắng vẻ, lúc này lại một mảnh hối hả, ồn ào không có chịu nổi. Từng dòng người bưng những cái bàn ăn nối đuôi nhau vào. Trên bàn ăn đều là sơn hào hải dị, chim chuột rắn rết gì gì đó đều là tuyệt phẩm nhân gian. Tuy phàm là tu giả, đã thoát ly thế tục, đều không có dựa vào những tục vật mà sống, nhưng mà vẫn tuân theo tục lễ. Giống như bây giờ vậy, hẳn là có đại hỷ hoặc cái chuyện buồn phát sinh mới khai yến khoản đãi người thân cùng với bạn bè. Vui thì mừng vui gấp bội, buồn thì bớt buồn lấy lại vui. Nhưng mà vẻ mặt trong cái đám người lui tới đều không buồn không vui, mà là biểu lộ phẫn quốc, tất cả nghiến răng nghiến lợi làm việc. Bốn người quỷ hổ, khuê lan, thiết ưng, nguyệt linh đều sắc mặt âm trầm, mỗi người một cái bàn, ngồi trước một bàn tiệc, sắc mặt lạnh lùng cho đến đáng sợ. Những người rửa chén đĩa thậm chí không có dám tới chỗ của bọn họ. Một tiếng giang thật lớn, khuê làng dấu mạnh vào cái bàn quát to. Còn mẹ nó, trác quản gia đã bị trúng gió rồi, rõ ràng đối phương khinh người quá đáng, còn làm cái gì bồi chứ, còn muốn chúng ta bồi tội, quả thật buồn cười. Đúng vậy, trước kia, dù là ngày ấy có quỷ khúc cầu toàn thế nào, cũng chưa có từng làm chuyện quốc ức như thế. Nguyệt Linh hư lạnh, Thiết ưng bất đắc dĩ nói, vậy thì các ngươi vẫn ngồi chỗ này làm gì nhất cái mông đi đi ngươi nghĩ rằng chúng ta không có muốn đi sao chúng ta tới đây là cho trát quản gia mặt mũi dù sao ngày ấy có ân với chúng ta nếu không lão tử sớm đã phá tan cái chỗ này rồi khuê lan ôm ôm mắng to ngay sau đó chợt nghi ngờ nhìn hai người bọn họ khó hiểu nói ta còn thấy rất là kỳ quái các ngươi ngồi chỗ này làm gì nội môn ngoại môn các ngươi cuồng ngạo quen thói từ lâu thật chẳng có thể nhịn được dù sau lưng của hai tên khốn kiếp kia có trưởng lão làm chủ dựa chúng ta không có làm gì được bọn họ nhưng mà cũng không có đến mức đến trước mặt nhận sợ chứ nghe vậy trong mắt của thiết ưng hiện lên vẻ tức giận nhưng mà vẫn hung hăng áp xuống thản nhiên nói ta nể mặt trác quản gia các người cũng biết rồi ta bị xích phong đánh trọng thương Linh căn của ta suýt chút nữa đã bị hắn đánh gãy rồi, gần như là bị phế. Trác quản gia trở lại cứu ta, còn giúp cho ta đột phá thần chiếu cảnh. Cho nên hắn đã lên tiếng, ta không thể không nghe theo. Là thập phẩm linh đan sao? Thông thiên đan có đúng không? Quê Lan khẽ gật đầu nói, đan dược này xác thực thần kỳ, nhi tử của ta với muội muội của Nguyệt Linh cũng được thuốc này cứu. Trác quản gia đúng là một nhân vật thông thiên, ta rất bội phục. Ta thấy cho dù là trưởng lão cung phụng cũng không có người nào có thể vượt qua hắn. Chỉ là cái chuyện hôm nay á, sao mà? Bất đặc dĩ lắc đầu, trong mắt của Huệ Lan lóe lên một vẻ mất mát. Sau đó quay đầu nhìn về phía quỷ hổ nói, Quỷ hổ sư huynh, ngươi lại là gì cái gì mà ngồi chỗ này vậy? Trác phàm kêu ta ở gần hắn, nghe hắn là điều kiện cơ bản nhất. Quỷ hổ đạm mặt nói, Mọi người nghe thế thì mỉm cười, nhiều ngày như vậy ở chung, bọn họ đều không có khác nhau mấy. Bốn người ở bên Trác Phàm đều có mục đích. Khuê Lan cùng Nguyệt Linh là vì báo ân, Mặt khác cảm thấy đi theo Trác Phàm sẽ có tiền đồ tốt. Thiết ưng là vì báo mối thù Hoàng Quốc 3 năm trước đây, đồng thời muốn đi theo Trác Phàm làm một sự nghiệp lẫy lừng, nếu có thể đoạt lấy lợi ích từ cái chỗ nội môn, cắt một miếng thịt trên thân đám lão đầu tử kia hắn đã đủ vui sướng lắm rồi. Bây giờ hiển nhiên đã được như mong muốn, nội môn xác thực đã bị làm cho rối tung cả lên, mà ngay cả chiều số hạ lưu là để cháu trai cháu gái của mình ra tới quấy rối đều đã dùng đến, hắn càng thống khoái. Thiết ưng tuy tức giận cái chuyện bồi tội yến lần này, nhưng mà tổng thể hắn vẫn hết sức mừng rỡ. Trác phàm lấy tài lực khổng lồ trùng kích, thật sự làm cho nội môn xưa nay luôn sừng sững bắt đầu lung lay sụp đổ ngược lại trong bốn người đơn thuần nhất là quỷ hổ bản thân đệ tử của đại trưởng lão hắn đi theo trác phàm đơn giản chỉ vì hoàn thiện thực lực của mình lão cha lát mọi người phải cố gắng bình tĩnh nha bây giờ những người kia lần lượt đến trừ những người được mời một số trưởng lão cung phụng nội môn còn có đệ tử ngoài môn nội môn cũng đều đến đây tham gia náo nhiệt thành thế rất lớn nhận sợ trước mặt của nhiều người như vậy mọi người phải kiên trì lên mới được đừng có để bị khiêu khích nếu không nguy hiểm đến tính mạng khuê Cường cùng với nguyệt nhi đầy vẻ nghiêm túc lo âu nhắc nhở khuê lan trừng mắt dỗ bạc đứng dậy mắng to con mẹ nó thật sự là kinh người quá đáng những người này khẳng định là do hai cái lão già kia tìm đến rõ ràng để xem chúng xấu mặt xấu mặt cũng không có sao cả chỉ sợ là bọn họ dụng tâm hiểm ác trong cái bữa tiệc lại dung cái lời nhục mạ khiêu khích buộc chúng ta động thủ để bọn họ có cớ trừ diệt chúng ta như hai cái đứa cháu của bọn họ vậy nguyệt linh nhắc nhở cho nên cương nhi nói rất có lý chúng ta đến đó nhất định là phải tỉnh táo khuê lan trầm ngâm một hồi cuối cùng giận hừ lên một tiếng lại ngồi xuống nơi xa Bạch Cung Phụng nhìn bốn người, bật đặc dĩ thở dài. Nhìn thích Cung Phụng nói, Chuyện này là sao vậy chứ? Trác phàm thủ đoạn cao minh, nhưng mà chuyện lần này là sao đấy? Tông chủ nói trác phàm khôn khéo, kêu chúng ta nghe theo lời của hắn. Nhưng mà hắn ra chiều khó hiểu như thế, thật sự làm cho người ta lo lắng. Đúng vậy, nếu không phải là tông chủ có lệnh, hết thảy nghe hắn hành sự, lão phu đã mặc sát hắn rồi thích cung phụng hừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía những trưởng lão cung phụng đang nối đuôi đi vào thấy bọn họ đều rất thoải mái một bộ đến xem trò vui mà những cái trưởng lão cung phụng tìm nơi tựa mà đến tạp dịch phòng từng người lại sắc mặt âm trầm phiền muộn không có nói ra lời thậm chí có người đang hoài nghi quyết định lúc trước đúng hay là sai tiểu tử này không có dám trêu chọc nội môn muốn dừng tay giảng hòa với người ta lại còn làm cho chúng ta mất mặt mất hứng cái quái gì đây chứ nhất thời trong lòng của mọi người đều tràn ngập nổ khí lại không có biết nên phát hay là không phát đây thích cung phụng thấy thế thì lắc đầu thở dài xem ra đều bị buộc mà đến không có mệnh lệnh của tông chủ còn mẹ nó ai thèm đi theo cái tên tiểu tử này để mà tự làm mất cái mặt xấu hổ chứ một phương diện khác một tiểu diện vắng vẻ của thạch cung phụng nhị trưởng lão cùng với thất trưởng lão mặc một bộ cẩm y ngọc phục mới tên xung quanh đắc ý đi tới thạch cung phụng cũng đi dự tiệc sao nhị trưởng lão cười lớn nói thạch cung phụng khẽ cười nói hôm nay hai người các ngươi là nhân vật chính mà lão phu không đi thạch cung phụng khách khí rồi ngài mới là người đứng đầu của chúng ta chứ tràn diện lớn như vậy làm sao mà có thể không có ngài đến tọa trắng chứ thôi thôi lần yến hội này á, tông chủ không đi, ta đi làm gì? Chẳng lẽ là không sợ người ta nói mình lấy thế đè người sao? Thạch cung phụng nở nụ cười gian trá. Nghe được cái lời này, thất trưởng lão tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, rồi lại cười to lên. Lão hủ đã rõ rồi, tiểu tràn diện như thế, còn làm phiền thạch cung phụng đến, quá cho bọn họ mặt mũi rồi, hai người chúng ta đi là đủ rồi. Thạch cung phụng khẽ gật đầu, nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng, thất trưởng lão lĩnh hội không có tệ, xác thực ý này. Lão phu mà đi là cho bọn họ mặt mũi đây. Nhị trưởng lão nghe thế, bừng tỉnh đại ngộ, bèn cười to nói. Không sai, không có thể cho bọn họ sắc mặt tốt. Có điều vẫn là không ngờ, bọn họ thế mà lại chủ động bồi tội. Ta còn tưởng rằng chúng ta còn phải dằn co rất lâu với tạp dịch phòng. Thất trưởng lão lại thầm thẳm nói. Thạch cung phụng mỉm cười lắc đầu. Việc này đã đến trong dự kiến của ta rồi, rất hợp tình lý. Các người thử nghĩ xem, Trác Phàm tuy cơ trí dũng mãnh nhưng vẫn đều là ra mặt vì tà vô nguyệt, mà lần này tà vô nguyệt không có thể xuất thủ, cho nên hắn đã bị rất nhiều cản trở. Dù sao cái tên tạp dịch phòng này vẫn nằm trong kế hoạch của tà vô nguyệt. Nếu làm hư, hắn chỉ là một người đệ tử thôi, chịu trách nhiệm không nổi, cho nên áp lực quá lớn, đành là phải trước tiên lui một bước nhận yếu thế thậm chí là bồi tội không phải có một câu như thế này sao thân thủ không có đánh người thì mặc phải tươi cười chứ nhưng chúng ta thích đánh mấy cái kẻ tươi cười hắn cười càng thiện chúng ta đánh cho càng hung ác nhị trưởng lão cười lớn hai người lại liếc nhìn nhau đều cười rộ lên thạch cung phụng cười lại nói không sai hắn coi là tạm thời lui một bước dừng tay giảng hòa nhưng mà chúng ta sẽ thư giãn sao? Hoàn toàn ngược lại chúng ta phải tự thắng xong lên. Một lần hành động nhổ cây đinh trong mắt này để tin anh tạp dịch phòng hoàn toàn biến mất. Mà cơ hội này lại là do hắn chủ động đưa tới rồi. Thạch cung phụng yên tâm đi chúng ta minh bạch lần này bồi tội yến chúng ta tự sẽ làm cho hắn không còn mặt mũi sau đó ngay cả mạng cũng mất. Thạch cung phụng nhìn bóng lưng của bọn họ dần dần biến mất tiếng cười lạnh càng lúc càng lớn gian vọng giữa trời các bạn vừa nghe xong tập 126 ma hoàng trọng sinh cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt